Kẻ trộm sách được biết đến bởi độc giả trên toàn thế giới với cái tên The Book Thief là một tiểu thuyết lịch sử được viết bởi tác giả người Úc Marcus Duchamp. Xuất bản vào năm 2005, Kẻ trộm sách đã trở thành một trong những cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất trên thế giới theo bình chọn của New York Times và được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ. Cuốn tiểu thuyết xuất sắc này đã được chuyển thể thành một bộ phim cùng tên vào năm 2013 với thông điệp được in trên poster: lòng can đảm vượt xa mọi ngôn từ. Đôi nét về tác giả Marcus Duchamp, một điều gây bất ngờ cho độc giả khi tìm hiểu về cuốn sách được viết với bối cảnh Thế chiến thứ hai này, đó là tác giả Marcus Duchamp là một cây viết còn rất trẻ. Duchamp được sinh ra vào ngày 23 tháng 6 năm 1975 tại thành phố cảng lâu đời và nổi tiếng của nước Úc, thành phố Sydney. Ông là con trai út trong một gia đình có bốn anh chị em, có người cha mang quốc tịch Áo và mẹ là công dân Đức. Marcus Duchamp là tác giả của 6 cuốn tiểu thuyết, trong đó hai tác phẩm The Messenger năm 2002 và The Book Thief năm 2005 đã đưa tên tuổi của Duchamp lên một tầm cao mới, khiến ông trở thành một trong những tác giả trẻ nổi tiếng nhất của thế kỷ 21. Cây bút tài năng này đã thắng giải thưởng Margaret của Hiệp hội Thư viện Mỹ vào năm 2014 cho những đóng góp của mình vào nền văn học dành cho giới trẻ. Kẻ trộm sách và câu chuyện thấm đẫm tính nhân văn của một thần chết có trái tim. Trong cuốn tiểu thuyết đặc biệt này, cây bút trẻ đã chọn một góc nhìn khác lạ để nói về cuộc chiến tàn khốc năm nào, góc nhìn của một thần chết. Bạn có thể chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lắng nghe một câu chuyện mà thần chết kể, vì hắn là một kẻ không có trái tim, không có cảm xúc và chỉ xuất hiện khi sinh mệnh của mọi vật kết thúc. Thế nhưng, sẽ chẳng còn gì thích hợp hơn nếu để chính thần chết thuật lại câu chuyện của những năm tháng chiến tranh. Bởi lẽ, trên thế gian này, không ai hiểu rõ về cái chết hơn thần chết cả. Chuyến hành trình đầy lôi cuốn với tác phẩm này sẽ khiến cho độc giả phải nín thở khi được thần chết dẫn lối qua vô vàn những cung bậc cảm xúc ngỡ ngàng, rồi xúc động đến nghẹn ngào, hay hồi hộp căng thẳng rồi lại thở phào nhẹ nhõm, vừa khóc lại bật cười, rồi lại rơi nước mắt khi lật dở qua từng trang giấy. Cả câu chuyện như nằm sẵn dưới cây bút của thần chết, vị thần chết này không trêu đùa với mạng sống của con người, nhưng lại trêu đùa với cảm xúc của chính chúng ta. Ông kể cho ta nghe về hạnh phúc nhưng lại cảnh báo về sự khổ đau. Ông biến những niềm vui trở nên mong manh, khiến cho người đọc nâng niu từng khoảnh khắc ngọt ngào rồi lại ném họ vào hố sâu của đau đớn một cách bất ngờ. Ẩn mình dưới vai của một thần chết, mà có dù sắc xứng đáng với nhận định mà công chúng ưu ái dành cho mình, một bậc thầy về ngôn từ. Ở đây, kẻ không có trái tim ấy sẽ đem chúng ta đến với cuộc đời của Ligia Meminger, một cô bé mồ côi được nhận nuôi tại phố Thiên Đàng thuộc nước Đức vào thời điểm Thế chiến thứ hai bắt đầu nổ ra. Ligia Meminger có rất ít sách, nhưng mỗi một cuốn sách lại là một phần đời của cô bé. Chính cái cách mà cô sở hữu từng cuốn sách đã làm thần chết phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hành trình mà Ligia Meminger đánh cắp những cuốn sách chứa đựng rất nhiều sự tò mò, danh ma cùng cả nỗi đau lẫn những tình cảm ấm áp. Thần chết lưu tâm đến chuyến hành trình ấy, hắn quan tâm đến mọi thứ về cô bé. Kẻ trộm sách cùng bản án đanh thép tố cáo chiến tranh phi nhân tính. Chiến tranh là tội ác, nó tựa như một đống lớp nhớp ngổn ngang gạch vụn bao lấy biết bao con người sống trong nỗi sợ hãi kinh hoàng. Ai cũng từng nghĩ rằng trên thế gian này sẽ không có điều gì khiến thần chết động tâm. Vậy mà trái tim sắt đá ấy, nơi mà dấu hiệu của sự sống đã biến mất từ thuở nào, lại đau đớn đến cùng cực trước những linh hồn bé bỏng phải ra đi vì cuộc chiến. Chiến tranh được tạo ra bởi những người đứng đầu độc tài, mà trong đó, con người là nô lệ của tội ác và thần chết là nô lệ của chiến tranh. Chiến tranh cứ như một ông chủ khó tính sai bảo hắn phải hoàn thành công việc của mình thật nhanh gọn, đó chính là công việc hủy hoại loài người. Kẻ trộm sách chính là bản án đanh thép nhất lên án cuộc chiến ấy. Những tình cảm thiêng liêng được khai thác trong kẻ trộm sách, ngay giữa sự chết chóc của một cuộc chiến khủng khiếp tiêu diệt biết bao sinh mạng của nhân loại, những tình cảm thiêng liêng như một đóa hoa nhỏ bé và rực rỡ mọc lên giữa vô vàn bom đạn dữ dội. Trong câu chuyện về Ligia Meminger, có thể nói, thứ tình cảm mang tính nhân văn nhất có lẽ là niềm yêu thích của cô bé đối với sách. Sách đã giúp cô bé bồi đắp tâm hồn trong trẻo, nhận thức được nhiều điều mà đặc biệt là về sức mạnh của ngôn từ. Mặt khác, mối quan hệ giữa cặp vợ chồng Hans Hubermann và Ligia Meminger chính là mối liên kết quý giá nhất, đáng trân trọng nhất. Mối quan hệ ấy là minh chứng rõ ràng cho việc tình yêu thương sẽ bất diệt dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi nữa. Hans Hubermann là một người kiên nhẫn, ở ông toát ra một sự điềm tĩnh và dịu dàng đến lạ. Ông yêu Ligia Meminger với mọi nét già nua thô ráp của mình, và ông biết cô bé cũng yêu thương ông hơn bất cứ ai trên thế gian này. Nếu tình yêu của bố dành cho Ligia ấm áp như ánh mặt trời, thì tình yêu của Rosa dành cho cô bé lại âm thầm, lặng lẽ mà đầy quan tâm.
Bà yêu nó theo cách của mình, đó chính là tình yêu của một người mẹ. Kẻ trộm sách là một tác phẩm thấm đẫm tính nhân văn giữa người với người qua những nghĩa cử cao đẹp. Dù trong thời kỳ kinh hoàng của chiến tranh, khi người chết như ngả dạ, người sống thì tạm bợ, vẫn luôn có những chồi cây của tình người được vun đắp bằng cả sức lực. Ấn tượng hơn cả là cách Marcus Duhamel nặng nhào từ ngữ rất tinh tế. Dưới ngòi bút điêu luyện của ông, những nhân vật, dù chỉ được biết đến qua từng trang sách, vẫn tràn đầy sinh khí và thú vị, vẫn khiến độc giả cảm nhận chân thực từng niềm vui, nỗi buồn và nín thở theo dõi tác phẩm tới dòng chữ cuối cùng. Kẻ trộm sách là cuốn tiểu thuyết đủ làm thay đổi một con người. Cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu hơn về chiến tranh, về cái chết, tình yêu và về tất cả mọi thứ từ điên rồ lớn lao nhất đến nhỏ bé, đơn giản nhất. Vì thế, bạn hãy nên đọc nó và để trái tim mình tan vỡ một chút, bởi điều quan trọng là dù cho bạn có đọc cuốn sách bao nhiêu lần đi nữa, những cảm xúc ấy sẽ vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.